Sang câu hỏi thứ hai, một Phật tử hỏi. Phật tử ở Lào Cai hỏi về ba câu hỏi. Một, điệp quy y khi chết thì xử lý thế nào? À, tức là chúng ta có cái điệp quy y, cái tờ điệp và tờ phó chúc, đúng không? Quy y ở các chùa thường có hai cái tờ, một là tờ điệp quy y tam bảo, hai là cái tờ phó chúc vãng sinh. À, thì sau khi quy y thì nhà chùa sẽ cấp cho chúng ta một cái tờ điệp ấy và cái tờ phó chúc ấy, hai cái tờ đó thì chúng ta về chúng ta ép vào được thì càng tốt, không thì chúng ta để vào trong này, để vào trong tủ, hay là chúng ta để lên trên cái góc ban thờ, hoặc là chúng ta để vào chỗ nào nó trang trọng được, đừng có bỏ vào cái chỗ mà nó gì nó bẩn thỉu hoặc là nó ô uế, hay là để vào cái chỗ nó tối tăm vì trong đó có hình ảnh của Đức Phật và có lời dạy của Đức Phật ở trong đấy, cho nên chúng ta để lên trên ban thờ cũng được, ép lại để lên ban thờ cũng được, hoặc chúng ta đóng vào cái khung, chúng ta treo vào cái chỗ tường nào mà trang trọng ở trong nhà, chúng đi ra đi vào thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy thì chúng ta đọc ấy thì càng tốt đó. Đấy là khi còn sống nên cất giữ nó cái nơi cẩn thận như thế, sạch sẽ trang nghiêm như thế. Nếu mà được thì ép vào treo lên như treo bằng khen trong gia đình ấy. Chúng ta thấy cái bằng khen trong gia đình chúng ta thường hay treo chỗ nào? Treo dưới bếp à? Hay là treo ở đâu? Treo ở cái chỗ trang trọng ở phòng khách, đúng không? Cho cả nhà, mọi người đi ra đi vào đều thấy, đúng không? Đó, thì bây giờ cái điệp quy này và cái phó chúc cũng có thể treo như thế được. Đóng và treo vào, đi ra đi vào thì thoảng chúng ta thấy. Để nhắc nhở rằng gì? À, mình là đệ tử của Đức Phật rồi đấy nhá. Đấy. Làm đệ tử của Đức Phật rồi thì phải sống làm sao cho xứng đáng. À, mỗi khi mở mồm nói là không được nói sai sự thật, không được nói lưỡi đôi chiều, không được nói lời hung ác và không nói lời thêu dệt vân vân. Đó, mỗi khi khởi cái tâm nghĩ đến việc ác một cái liền phải gì? Mình là Phật tử rồi đấy nha, mà Phật tử thì không được nghĩ những việc ác, không được nghĩ những cái mưu mô để hại người vân vân. Đấy. Đấy cũng là một việc tốt. Đây là khi còn sống chúng ta nên như thế để học thì tốt. Còn khi chết rồi thì làm thế nào? Ngày xưa có Phật tử bảo rằng chết rồi thì tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái để đi xuống đó để dọa Diêm Vương. Xuống đó để dọa Diêm Vương, bảo tôi thì họ hỏi là bên này thì giơ cái điệp con trai thì bảo là cầm cái điệp vắng phó chúc vắng sinh bên tay trái, còn con gái thì cầm điệp vắng sinh bên tay trái, cầm điệp quy y bên tay phải là con gái, và bên tay tay trái là con gái, tay phải là con trai, điệp quy y đó. Tức là nam tay trái, gái tay phải. Thì cái khi chết rồi thì cầm cái, nam thì cầm cái điệp vãng sinh, phó chúc vãng sinh bên tay trái, nữ thì cầm bên tay phải. Bảo đi xuống kia, Diêm Vương nó có hỏi. Thì đầu tiên dơ cái điệp quy y tam bảo ra, đây tôi đã là gì ạ? Đã có giấy chứng nhận tôi là Phật tử đấy, các ông không được bắt tôi. Xong rồi nếu mà Diêm Vương nó còn chưa nghe thì dơ cái điệp phó chúc vãng sinh ra, đây tôi lại tiếp tục có điệp phó chúc vãng sinh, Phật thọ ký cho tôi vãng sinh đây rồi, các ông không được làm gì tôi. Có được không? Không được. Nếu làm như vậy, ví dụ những người làm chính trị, những người làm công an, làm quân đội, họ có thẻ ngành công an đúng không? Mà công an thì chúng ta biết là giữ gìn an ninh trật tự và đi bắt gì, bắt tội phạm đúng không? Vậy khi mà nếu mà công an mà phạm pháp thì công an có thể dơ cái thẻ ra bảo tôi là công an đây, có được tha không? Không được. Cho nên điều quan trọng là công an phải là công an mẫu mực, là người gì là người công an của nhân dân như Bác Hồ đã dạy á. Thế thì chẳng có ai bắt được mình cả, chẳng có ai vô oan giáo họa cho mình được cả. Nếu có bị oan khuất đi chăng nữa cũng được tổ chức là gì là điều tra và xóa oan cho mình. Thì chúng ta tu tập thế thôi. Nếu chúng ta là đệ tử của Đức Phật mà tu hành tinh tiến, tu đúng chính pháp, thì chúng ta xuống dưới kia, mặc dù chúng ta không có mang theo hai cái tờ điệp đó cầm tay trái tay phải đi chăng nữa, thì cũng Diêm Vương họ cũng biết là chúng ta là người tu tập như thế nào đó. Cho nên ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi là không nên cho các Phật tử cầm hai tờ điệp vào trong tay khi mà mất như thế. Mà cụ bảo khi là sao? Cái khi mà cái người Phật tử kia mất á, thì đấy, hoặc là cái lúc đang trợ niệm á, nếu mà trợ niệm thì đem ra để đọc là tốt nhất. Nếu mà không trợ niệm á, thì cái lúc mà
họ mất rồi thì họ vừa mất một cái đem đọc cho họ một lần trước đi. Đầu tiên là đọc lại cái tờ điệp Tam Quy để cho họ nhớ lại họ đã là Phật tử, để cho họ giữ gìn chính niệm. Sau nữa là đọc gì, đọc tiếp cái tờ Phó Chúc Vãng Sinh. Để đọc một lần thế cũng được. Hoặc nếu mà muốn đọc hai lần thì đến khi nhập quan. Đến khi nhập quan phá tang, nhập quan mà chưa đóng cái gì cái nắp lại tức là tắm rửa hay quần áo sạch sẽ cho vào quan tài rồi, lấy cái điệp đó ra để đọc. Đọc cái đứng bên đầu quan tài ngang ngang hai bên đầu. Các cụ ngày xưa, cụ tổ Đức Pháp Chủ ngày nói là nam thì mình đứng ở bên trái, nữ thì đứng bên phải của cái tay trái và tay phải của cái vong ấy, cái người mới mất ấy. Tắm rửa sạch sẽ, cái người đọc phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo dài, đốt hương, lễ Phật, sau đó thì trang trọng đứng để đọc cái đó, đọc gióng giạc, giọng thật hay, đọc gióng giạc cho đọc bình thường thôi, nhưng đừng có được EA làm gì, đọc để làm sao cho họ cái vong họ nghe được, cái thần thức của người đó nghe được. Đầu tiên là đọc cái tờ điệp Tam Quy, xong là đọc tờ Phó Chúc. Đọc xong một cái đem ra lấy cái chậu hoặc cái bát hay cái chậu bằng nhôm hay cái mâm hoặc cái son cái nồi gì đó đều được cả. Để lên hóa đi. Hóa đi xong bắt đầu thì các cụ tổ cụ ngày xưa bảo lấy cái do ấy, lấy tí cái vải. Ví dụ như thường thọ từ khoảng 70 tuổi trở lên thì lấy cái vải đỏ. Còn khoảng độ tầm 40 tuổi cho đến 70 tuổi thì lấy cái vải vàng. Còn khoảng dưới 40 tuổi thì lấy cái vải trắng. Đấy, các cụ ngày xưa các cụ dạy kỹ lắm nhé. Phân ra vải trắng, vải vàng, vải đỏ. Tức là còn trẻ cho đến 40 tuổi trở xuống. Thì hoặc là có thể là gì? Còn trẻ khoảng độ 20-30 tuổi gì đó, chưa vợ, chưa con thì lấy vải trắng. Cũng có thể 20 tuổi nhưng có vợ có con rồi thì có thể vẫn lấy vải vàng được. Đấy, ngày xưa các cụ cũng phương tiện nói như thế, cũng không nặng nề, không nhất thiết lắm. Nhưng đại khái là gì? Còn trẻ, chưa vợ chưa con thì nên lấy vải trắng. Có vợ có con rồi nhưng chưa lên tuổi thượng thọ thì lấy vải vàng. Còn lên tuổi thượng thọ, thượng thọ rồi thì lấy vải đỏ. Để một tí vải thôi, để khoảng bằng cái bàn tay, bằng hai bàn tay này thôi, khoảng 20 phân vuông. Gói cái cho ấy. Cái cho đấy đốt xong rồi mà cái thì lấy cái cho đấy cho vào cái gói. Gói vào bắt đầu cái người mất, thường người mất theo đạo Phật chúng ta là không có buộc chân buộc tay nhá. Các Phật tử nhớ đừng có nghe ông thầy thống mà buộc chân buộc tay, trói chân trói tay cái người mất chúng ta cái lúc đó. Chúng ta thường là để tay lên trên bụng, người nhà Phật chúng ta thường mất rồi xong là để tay lên trên bụng. Con gái thì tay trái cho vào trong bụng trước, tay phải đè lên bên trên. Con trai thì tay phải cho vào trước, còn tay trái đè lên bên trên. Đó thì cái vải đấy chúng ta gì? Cho họ tay ốp vào trong bụng này, coi như là họ cầm. Một phương pháp như thế, đấy, cầm cái đó, cầm cái cho đấy. Cầm cái cho. Đấy ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy, tôi thì giả cụ, cụ dạy như thế đấy. Đấy các Phật tử đi chợ niệm á, hay đi chợ niệm hay đi hộ niệm cũng nên làm cái điều đó, chứ không để cả cái tờ điệp quy có cả gì, cả hình tượng, hình ảnh của Phật rồi lời dạy của Phật vào trong đó mà chúng ta hóa. Khi hóa chúng ta là tụng Bát Nhã. Khi hóa chúng ta chỉ cần tụng Bát Nhã thôi, không cần tụng Đại Bi đâu. Có thời gian để tụng biến Đại Bi thập chú càng tốt, không thì tụng Bát Nhã là được. Tụng Bát Nhã xong niệm Phật cho đến hết mà để cho nó nguội nguội đi, bắt đầu là lấy cho làm như thế. Đấy là phương cái cách thức mà xử lý cái gì? Cái điệp quy và phó chúc của đạo Phật chúng ta. Mà đây chính là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi. Mà tôi thị giả ngài á, ngài dạy trực tiếp tôi chứ không phải là không đâu. Đấy, các cụ ngày xưa các cụ học kỹ lắm. Học rất kỹ những cái này.